cả Việt Nam đã được UNESCO công nhận rằng xóa đói giảm nghèo trước cái thời hạn ấn định của UNESCO, tức là 2 năm. Anh nhá, ấn định là cái mốc là năm 2017. UNESCO ấn định là mốc 2017 thì là phải xóa đói giảm nghèo, nhưng mà Việt Nam mình đã xóa đói giảm nghèo năm 2015. Có một cái đó thì là ông Đào Minh Quân và ông Trần Dần đó. Đó. Ông đó là ông là chiêm tinh gia, mà tôi hay gọi ông là tiên sư cha Trần Dần. Dạ vâng. Thì ông này ông bảo là 2014, 2015, 2016, 2017 là Cộng sản sẽ bị tiêu diệt. Năm 2016 ông đoán rằng bà Hillary Clinton sẽ thắng cử. Tới lúc bà bị thua thì người ta hỏi ông tại sao ông đoán là như vậy. Ông bảo ông chỉ là chiêm tinh gia thôi. Còn cái chuyện mà Thượng Đế quyết định là chuyện của Thượng Đế, đâu phải chuyện của ông ấy. À, thế ông nói để làm cái gì? Thì cũng giống như bây giờ ông nói là Việt Nam là 2017 sẽ hết Cộng sản. Bây giờ cuối tháng 11 rồi. Thì bây giờ cái không biết là cái lực lượng của ông nằm ở đâu để mà chiến thắng Cộng sản đấy. Còn một tháng nữa thôi. Mà ông không làm được thì đúng là ông tiên sư cha. Ông Trần Dần này đó là một Hoa Kiều chợ lớn. Ông hồi xưa rất là nhiều tiền. Bây giờ ông buôn hận thù bán hàng giả. Là tại vì ông nhớ lại cái tài sản á, lúc mà nhà nước Việt Nam đánh tài sản, đánh mại bản, tư sản mại bản xong á, thì ông trắng tay và ông vượt biên. Đây là hãng ô tô JAC. Quái vật xe tải đấy, tôi để quảng cáo là quái vật xe tải, tức là xe kinh khủng lắm ấy. Mà cái quái vật này mà nó đụng ai thì chắc là chết rồi, banh salon luôn. Vâng, thưa quý khán giả, chúng tôi vẫn ở trên đường quốc lộ 13 để đi về thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi đi đường trong, chúng tôi không đi đường cao tốc hoặc là đường quốc lộ số 1. Bây giờ mà quý vị đi ra đường quốc lộ số 1 là quý vị chết. Bây giờ cạnh tranh nhau tới cái mức mà có quyền trả góp mà không phải trả tiền lãi suất. Và bây giờ các cái khu chung cư cũng vậy. Quý vị về Việt Nam, quý vị mua chung cư rất là rẻ, thưa quý khán giả. Hồi xưa thì đắt, bây giờ thì rẻ. Nhưng mà đi vào Phú Quốc thì phỏng tay, hay là cái quận 2 thì phỏng tay. Còn đa số ở trong thành phố Hồ Chí Minh hoặc thành phố Hà Nội, bây giờ quý vị mua một cái căn hộ rất là rẻ, không có nhiều tiền đâu, 100 ngàn tới 300 ngàn. Là tại vì bây giờ xây ra quá nhiều, nhiều quá đi, thành ra bắt buộc phải bán rẻ thôi. Lần xe mua vé thì nhưng mà ở bên Vũng Tàu thì còn rẻ lắm, thưa quý khán giả. 40 ngàn một cái căn hộ hai phòng rất là rộng, có hai cái nhà tắm, một nhà tắm chung dùng cho cả khách nữa, còn một nhà tắm riêng ở trong cái phòng ngủ. 15 ngàn xin mời qua, thưa, 15 ngàn chưa tới một đô la rưỡi. Có những nơi đó thì là rất là cao, có thể 70 ngàn hoặc là 100 ngàn. Thì không biết là nhà nước Việt Nam định giá là như thế nào, có lẽ là tùy theo cái tiền chi phí để xây dựng. Đây là những công trình của tư nhân đấu thầu làm ra xong rồi nhà nước thu tiền để trả lại cho họ. Cũng hay. Cũng như bên Mỹ thôi. Bên Mỹ có những đường cao tốc mới bây giờ là đều phải trả tiền hết. Mà bên Mỹ đặc biệt nữa là quý vị chạy ngang qua, quý vị không mua thẻ hoặc là quý vị không có đóng, thì nó chụp cái bảng số xe và nó sẽ khoảng chừng một tháng sau quý vị nhận được một tờ giấy báo tin là quý vị thiếu 2 đô la rưỡi.
quý vị lại phải trả bằng cái thẻ tín dụng hoặc là thẻ viết một cái chi phiếu 2,5 đô. Hoặc là quý vị mang ra một cái chỗ mà gọi là nó thuộc về quận hạt nào, quý vị mang ra cái phòng thu phạt của cái quận hạt đó để đóng tiền. Bên đó có nhiều trạm thu phí như vậy không chú? À, những cái đường cao tốc mới hay đường thì có, cũng bắt buộc. Còn đến đường bình thường thì sao chú? Bình thường thì chạy bình thường. Bình thường nhưng mà nó không có nhiều trạm thu phí. Không có trạm thu phí như này. À, không có trạm thu phí này. Bình thường như là những cái đường xa lộ, như là xa lộ 10 nhé, xa lộ 22 nhé, xa lộ 91 nhé, xa lộ 105 nhé, xa lộ 110 nhé, thì những xa lộ 405 đó, những cái xa lộ đó nó có sẵn rồi, nó có từ lâu rồi, những cái đó thì đều không bị thu phí. Nhưng mà những cái xa lộ mới lập ra sau này thì bị thu phí. Cái hình thức mà thu phí để có. Người dân trả phí cho cái đường đấy thì như thế nào ấy? Thì đó thì cũng giống như này. Một là mình, nếu mình đi làm thường xuyên ở trên đường đó, mình nên mua một cái thẻ hàng tháng. Thẻ tháng thì rất là rẻ. Còn nếu mà mình không đó, thì mình ở bên Mỹ bây giờ nó văn minh ở chỗ này nữa, nó không bán thu thuế như thế này nữa, mà bắt người ta phải mua cái thẻ. Thì khi nào đi chạy qua đó thì nó trừ cái tiền trong thẻ mình mua thẻ $5 chẳng hạn, hay $10 tùy theo. Còn nếu anh nào mà bất ngờ mà không có mua thẻ, bất ngờ phải chạy lên thì cứ việc chạy xong nó gửi cái giấy về nhà. À, vậy là trên đường đó, là quốc lộ đó là phải có camera. Nó camera gắn ngay ở chỗ, nó thông báo. Nó thông báo cho mình biết trước khi mình vào trong đó, đây là đoạn trường có thu tiền. Đã. Để cho mình biết rằng mình không có muốn thu tiền thì mình đi lối khác. Còn nó chạy vào trong đó rồi thì không đi ra được. Đã. Thì là mình sẽ nhận được một cái giấy ở nhà lộ vận, họ gửi về cho mình. Lưu lại là thằng này đi qua chưa trả tiền. Thằng nào chưa đi qua chưa trả tiền sẽ nhận được cái giấy nó gửi về. Thằng nào có cái tình chạy như này không chú? Ví dụ xe của chú, Bắc Phương mượn đi. Có tình trạng mượn hay không chú? Ví dụ nhà xe của chú hiểu rồi. Chạy trên con đường đó. Cái hiểu rồi. Thì cái chuyện đó, cái chuyện đó là chuyện giữa Bắc Phương và Bắc Hùng. Ok. Còn cái chuyện nhà nước là nó phạt cái xe. Ấy cái xe đó chạy. Xe lại xe chính chủ của chú. Đúng. Thế thì nó phạt. Nó phạt cái xe. Cái xe lúc đó lái là cái máy camera nó không cần biết ai lái cái xe đó. Cái chủ xe phải chịu trách nhiệm. Tôi phạt cái xe này, anh đi đóng phạt cho tôi và anh có bổn phận đi đòi tiền cái người nào mà anh cho mượn xe. Đấy. Lý do là vì là cái người đó có đủ điều kiện để lái chiếc xe đó hay không. Đúng rồi, đấy. Ở bên đó, thế thì bên đây nó còn có một tình trạng như thế này nữa chú. Ví dụ người một chiếc xe mà bán đi bán qua bán lại cả 5-6 người. Thế thì bây giờ cái người đầu tiên là người chủ ở đây, thế bắt đầu cả 5-6 người chủ kế tiếp theo chưa kịp làm giấy sang tay, thế thì bây giờ cái người thứ 5-6 chẳng hạn đấy, họ không chạy thì họ phải gửi. Không, ở bên Mỹ không bao giờ chưa kịp làm giấy sang tay mà cái người kia lái được. Và cái người nào vẫn còn là chủ, cái chủ quyền của chiếc xe đó là người đó phải chịu trách nhiệm. Đấy. Thành ra đó, khi mà mình bán xe xong đó, mặc dù mình làm giấy tờ sang tên rất là giản dị, đi ra ngoài nha lộ vận, ok, đưa đấy, tôi bán xe này, giá tiền bao nhiêu, bên kia chủ mới, thế rồi đưa cái thẻ chứng minh nhân dân ra, tức là bằng lái xe đó, là xong. Nhưng mà mình phải viết cho DMV biết, ngày đó, tháng đó, okay, tại cái địa điểm nha lộ vận đó, tôi đã bán chiếc xe này cho cái ông này. Thì cái nha lộ vận đó, họ có bổn phận là họ đổi cái chủ quyền của xe đó qua cái chủ quyền của cái người mới. Tại vì nó ngăn ngừa những người mà mua xe xong không đi đóng, không đi đổi tên. Và cái người mà chủ mới đó có thể rằng 30 ngày hay là 60 ngày họ mới đổi tên.
thì trong thời gian nó lỡ họ bị tai nạn hoặc là họ vi phạm đấy, thì đó mình đỡ được cái trách nhiệm. Thì cái người chủ xe mới đó, mặc dù họ chưa đi đổi chính thức, họ sang tên, thì nhưng mà bên nha lộ vận vẫn thông báo cho họ biết, ok ngày đó ok bạn phải đóng cái số tiền này này kia. Cái ghê bảo đó, tôi chưa sang tên mày vẫn còn tên ông Hùng. Không, ông Hùng cũng đã thông báo cho biết rồi, ngày mùng 1 tháng 1 năm 2018 này Đảng Cộng sản đã bị sụp đổ. Thế cái Đảng Cộng sản nó không sụp đổ đó, thì quý vị vẫn phải đóng tiền đó. Vâng, có một